Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình có một cái trường hợp này mà theo mình nghĩ rất nhiều người hay gặp cái vấn đề này. Cho nên mình chia sẻ với bạn cái cách để xử lý nó đơn giản, nhẹ nhàng và cực kỳ nhanh gọn nha. Đây cái trường hợp mình muốn chia sẻ đấy các bạn là cái khóa nước. Thì hầu như nhà nào cũng sử dụng khóa nước thì sau một thời gian nó bị hư và nó rò rỉ thế này. Thì khi khóa nước hư rò rỉ cần phải thay thế thì nó lại gặp một cái trường hợp đấy các bạn. Đấy các bạn xem nha. Thay khóa nước á, thì cái bi nước nó còn đầy. Đó, bồn nước đang đầy. Hiện tại đây là nửa bồn nha. Rồi. Thì sẽ có rất nhiều người sử dụng cái phương án này các bạn, là xả nước nó đi. Xả nước cho hết bồn. Thì cách này rất là phí nước nha. Một số người sử dụng cái cách là dùng thau chậu để hứng nước, thì cách này nó cũng rất là mệt và cần rất nhiều thau để chứa nước. Đó, mất thời gian nha. Cho nên mình sẽ không dùng cách này. Đây, và đây là cái mẹo của mình nha. Thì các bạn sẽ thấy trên cái bi này có cái vòi nước. Đó, vòi nước ha. Đây. Thì mình sẽ lấy nước từ trên bồn mình truyền xuống giếng lại. Rất đơn giản thôi. Các bạn sẽ cho cái vòi nước này vào sâu vào trong cái bi nước nhé, hoặc bình nước. Rồi. Để cố định lại. Sau đó các bạn sẽ bật cái bơm nước lên. Đây. Nước đang chảy này. Thì các bạn sẽ đẩy cái vòi nước này xuống sâu dưới bi nước nhé, xuống sâu bi nước. Rồi bây giờ các bạn chỉ việc là tắt cái bơm nước đi, các bạn chỉ việc tắt bơm nước đi, như vậy là xong. Cái vòi nước đó, vòi nước các bạn để chìm dưới bi nước thì nước nó sẽ hút xuống giếng trở lại nhé các bạn. Đấy, rất là hay. Cách này cực kỳ đơn giản luôn. Chỉ một cái động tác nhỏ thôi. Các bạn thấy mức nước đang giảm xuống từ từ nha. Và cách này nó sẽ áp dụng khi các bạn dùng cái bơm là bơm chìm nha các bạn. Hoặc là cái bơm giếng khoan. Còn nếu các bạn dùng bơm mà có rúp bê thì sẽ không được nha. Lưu ý. Cách này chỉ áp dụng cho bơm chìm thôi. Rồi, nước nó hút gần hết rồi. Các bạn sẽ chờ một xíu nhé. Đấy. Đấy, âm thanh hút sạch nước đấy. Như vậy đã hút hết nước trong vòng một nốt nhạc thôi. Một mẹo cực kỳ đơn giản nhưng rất là hiệu quả. Giảm bớt được thời gian và tránh lãng phí nước. Hy vọng video sẽ hữu ích cho các bạn nha. Mong các bạn tặng mình một like và chia sẻ để mọi người cùng biết. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chào các bạn.